Cảm các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hồng Crypto. Nếu đây là đầu tiên bạn biết đến kênh của mình thì bạn hãy cho mình một đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Thì ở cái video này thì trước tiên này mình xin được chúc mừng tất cả các bạn đã làm cùng mình cái kèo Aerobe đến từ cái dự án Clebun. À, thì cái dự án này nó đã trả về, về ví cho chúng ta 15 cái token TRX vào ngày 27 tháng 2 nhưng mà ngày 25 thì mình đã nhận được cái token này rồi thì không biết là các bạn đã nhận được chưa thì các bạn hãy kiểm tra phí xem à, nếu như bạn nhận được 15 cái token này tức là cái dự án này nó đã bạn đã trúng vào cái dự án này à, thì đây là một cái kèo nhận ngẫu nhiên cho nên là có bạn nhận có bạn không nhé à, cho nên là các bạn nếu chưa nhận được thì hẹn gặp là lại các bạn ở cái những cái kèo sau thì Ờ, các bạn có thể kiểm tra ở trong cái ví ấy. nếu như các bạn ở trong cái phần ví của các bạn mà không có cái đồng TRX ấy, thì các bạn có thể bấm vào hai cái gạch ở bên trên này này đó sau đó thì các bạn bấm vào cái phần trôn này, này. Đó, các bạn bật nó lên nhé thì nó sẽ có cái số dư à, và đây là nó có cái lịch sử chuyển này này các bạn sẽ nhận được cái thông tin tin chuyển đây 15 TRX này đó 15 TRX sắp xỉ là một đô nhé các bạn và hôm nay đây ngày 15 giờ 33 phút đó các bạn bấm vào thêm phần chi tiết này thì các bạn sẽ vào đến cái chôn s scan này các bạn sẽ thấy là nó những cái thông tin của cái dự án này nó ở ghi ở đây đó kèo này cũng khá là ngon tuy là nó ít nhưng mà chúng ta nhiều cái dự án như thế này thì chúng ta sẽ uh, cộng lực dồn vào thì cũng khá là nhiều đấy Bây giờ thì mình đã nhận được hai cái từ hai dự án là hai dự án mỗi dự án là 15 cái token cần cộng vào là được 30 thì xấp xỉ hai đô nhé các bạn cũng rất là ngon chúng ta cũng chịu khó là nhặt nhạnh những cái kèo ít như thế này nó còn ngon hơn là những cái kèo mà mấy triệu cái, cái token nhưng mà lại không bán được thì cũng rất là mệt như cái này thì các bạn có thể swap chúng ta có thể sẽ đổi sang cái đồng USDt bất kỳ lúc nào và chúng ta có thể đổi sang uh, rút về tiền Việt Nam nhé đó cực kỳ là ngon Ok thì cái video này thì mình muốn chia sẻ đến cho các bạn những cái thông tin như vậy thì bạn nào mà nhận được cái đồng token này thì các bạn comment cho uh, dưới ở cái video này để cho mọi người cùng biết cho mình cũng biết để mình uh, xem được bao nhiêu bạn nhận được từ cái dự án này nhé à, và những bạn nào mà không nhận được cái dự án này có nghĩa là bạn đã bị tách cái từ, từ cái dự án này thì hẹn gặp lại uh, các bạn ở những cái uh, kèo lần sau Ok thì cái video mình xin được dừng tại đây Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé